Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video ngày hôm nay, bên em sẽ lên cho anh em một con đẩy 3 kênh đến từ thương hiệu M-Show. Đấy, một con đẩy 3 kênh thương hiệu M-Show thì anh em đều biết rồi. Đó là thương hiệu con của thương hiệu B3. Đấy, dòng B3 thì anh em biết tiếng rất là sạch sẽ và đánh rất là uy lực. Và ngày hôm nay bên em sẽ thanh lý cho anh em giá cực kỳ là rẻ con đẩy 3 kênh này. Đấy, giá rẻ đến bất ngờ cho anh em nhé. Thì trước khi vào video, anh em nào chưa đăng ký kênh, chưa like, hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio. Sắp tới bên em cũng sẽ xả anh em rất nhiều các mặt hàng vang, đẩy, mic bãi, quản lý nguồn đầy đủ cho anh em. Thì anh em nhớ xem video, like video, đăng ký kênh, hoan hỉ cho bỏ ra 3 giây, like video, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio, không bỏ lỡ các video xả hàng tiếp theo từ Thế Anh Audio nhé. Thì đây em sẽ giới thiệu qua cho anh em về con đẩy M-Show này. Đấy, con đẩy này với cấu tạo là 3 kênh A, B, C. Công suất của nó là 700W một kênh, 700W một kênh. Bao cho anh em đánh một đôi 30 và một đôi 25. Đấy, kênh A và kênh B anh em có thể ghép một đôi 30 và một đôi 25. Mỗi kênh, mỗi kênh có thể ghép một đôi 30 và một đôi 25. Và đặc biệt kênh C này anh em có thể đánh súp nhá. Một đôi súp, súp 40. Đấy, một súp 40 ok cho anh em, súp đơn 40 nhá. Đấy, đánh căng đét cho anh em. Em báo công suất chuẩn để anh em về nhà có thể chơi theo đúng cấu hình loa. Một đôi 30 và một đôi 25 ghép vào một kênh này. Đấy, và một kênh C này anh em có thể ghép súp, súp đơn 40. Đấy, thương hiệu M-Show còn rất là đẹp. Về thiết kế mặt trước thì anh em có thấy là thiết kế kim loại. Đấy, kim loại sơn màu tĩnh điện màu vàng, vàng đồng, cực kỳ là đẹp nhá. Đấy, và em sẽ quay cho anh em mặt sau, sau đó là nội thất nhá. Thì đây em đã để lên đây quay mặt sau. Mặt sau đây anh em có thể thấy mặt sau có thiết kế 3 đường nhạc vào này. Đấy, 3 đường nhạc vào và 3 tín hiệu ra bằng lưu trích. Đấy, 3 tín hiệu ra bằng lưu trích cho anh em. Em vừa dọn kho được con này. Đấy, vừa dọn kho thanh lý, mở ra luôn thanh lý cho anh em luôn. Giá cực kỳ là rẻ. Đấy, giá rất là rẻ cho anh em ngày hôm nay. Thì đây em sẽ quay cho anh em vào nội thất. Nội thất con này đây em sẽ quay đúng chiều nhá. Nội thất thì đầu tiên nó sẽ sử dụng hai quạt gió đằng trước này. Hai quạt gió đằng trước. Đấy, anh em thấy không? Nó sẽ sử dụng hai quạt gió và nguồn đây. Nguồn con này nguồn rất là to và cao nhá. Nguồn rất là to, tất cả là bao cho anh em nguồn đồng 100%. Đấy, nguồn đồng thì dòng B3 anh em đều biết là sử dụng hoàn toàn là nguồn đồng, không có đồ, nguồn nhôm đâu nhá. Đấy, nguồn to 2 4 6 8 10, 10 tụ lọc nguồn. Đấy, sử dụng 10 tụ lọc nguồn. Đấy, ok chưa, 3 kênh với mạch công suất. Đây, công suất con này là 700W một kênh, anh em có thấy tản nhiệt này, tản nhiệt rất là đẹp và mạch còn cực kỳ là đẹp nhá. Mạch còn rất là đẹp cho anh em, bao zin bao đẹp, chưa sửa chữa gì luôn, bao đẹp bao zin chưa sửa chữa, ok chưa. Đấy, rất là đẹp. Và ngày hôm nay bên em sẽ thanh lý giá cực kỳ là rẻ nhá. Giá rất là rẻ cho con đẩy M-Show 3 kênh này. M-Show 3 kênh 700W một kênh. Thì anh em đi qua vui hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông. Nhấn chuông nhá để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio. Và ngày hôm nay để anh em có thể thấy một con đẩy 3 kênh với công suất là 700W một kênh, bên em sẽ thanh lý giá cực kỳ là rẻ. Thì trước khi em báo giá, em sẽ báo cho anh em tình trạng của con này. Đấy, tình trạng của con này thì kênh A hoạt động bình thường, em đấu loa vào chạy hoạt động bình thường. Kênh B và kênh C không đóng ne. Đấy, kênh B và kênh C không đóng ne. Đấy, hai kênh này không đóng ne nhá. Kênh A thì hoạt động bình thường. Đấy, em sẽ bán rẻ cho anh em nào về mua về sửa chữa hoặc các bác thợ về sửa chữa. Bên em hoàn toàn sẽ không sửa chữa. Vì có lỗi như này, dọn kho ra có đẩy lỗi, bên em sẽ thanh lý giá cực kỳ là rẻ. Đẩy vang mic bãi tất cả, nếu mà có lỗi thì em thanh lý giá rẻ cho anh em mua về sửa chữa, chứ bên em hoàn toàn không sửa chữa nhá. Thì anh em theo dõi video. Đấy, theo dõi video hoan hỉ đi qua ủng hộ cho em xin một like, một đăng ký kênh. Đấy, anh em mình còn gặp nhau ở rất nhiều các video xả hàng từ Thế Anh Audio. Đấy, like video, đăng ký kênh nhá. Và ngày hôm nay con đẩy 4 kênh, à đẩy 3 kênh đến từ thương hiệu M-Show 700W một kênh. Giá sẽ xả cho em. Đấy, giá sẽ xả cho em này. Chỉ 1 triệu em không bao ship cho anh em. Đấy, 1 triệu. 1 triệu không bao ship. Anh em mua hàng nhắn tin số cho em, chốt đẩy M-Show. 1 triệu không bao ship, em sẽ gửi số tài khoản anh em chuyển tiền cọc giúp em nhá. 1 triệu không bao ship cho anh em. Ok chưa? Anh em nhận hàng kiểm tra đúng. Ví dụ kênh này em báo cho anh em là kênh A hoạt động bình thường, kênh B và kênh C không đóng ne nhá. Chỉ 1 triệu thôi. Đấy, anh em mua về sửa chữa thì con này là tuyệt vời cho anh em luôn. 1 triệu em không bao ship, mua hàng nhắn tin số lại em luôn. Chốt đẩy M-Show Thế Anh Audio, số điện thoại 0984 896 799. Chốt đẩy M-Show nhá. Đấy, giá cực kỳ là rẻ cho em ngày hôm nay.
thì anh em theo dõi video, tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio. Hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio. Xin cảm ơn anh em nhé.